Xin kính chào quý vị và các bạn. Sạt lở đất đang là mối nguy hiểm hàng đầu ở miền Trung. Sau vụ sạt lở nghiêm trọng ở Đắk Lắk và Khánh Hòa thì ngày hôm nay đã xuất hiện thêm nhiều điểm sạt lớn ở miền núi của tỉnh Quảng Nam. Lũ cũng đang lên, các sông ở Quảng Ngãi sẽ lên gần đến mức là báo động 3. Đợt mưa lớn lần này dự kiến là đến ngày thứ tư, tức là ngày mùng 2 của tháng 12 thì mới giảm rõ rệt. Còn suốt 2 ngày nay cũng như là vào sáng ngày mai đang là thời kỳ cao điểm của mưa lớn. Trong giai đoạn này hoàn toàn có thể lặp lại những điểm mưa to vượt cả 100 mm như là 21 giờ qua. Cá biệt có những điểm mưa rất to như là Tam Trà của Quảng Nam có thể lên đến 422 mm. Mưa còn chút xuống thì lũ trên các sông sẽ còn tiếp tục lên. Cần phải chú ý nhất là các sông ở Quảng Ngãi sẽ xấp xỉ ở mức là báo động 3. Còn đối với sông Thu Bồn ở Quảng Nam hay là sông Dinh ở Khánh Hòa thì là ở mức báo động 2. Cảnh báo sạt lở đất và lũ quét đang ở thang độ cao nhất, đặc biệt là đối với vùng núi của hai tỉnh là Quảng Nam và Quảng Ngãi, thì cảnh báo nguy cơ rất cao trên một phạm vi rộng. Đó là một loạt các huyện Tiên Phước, Nam Trà My, Bắc Trà My, Phước Sơn và Hiệp Đức của tỉnh Quảng Nam. Còn đối với tỉnh Quảng Ngãi là Trà Bồng, Ba Tơ, Minh Long, Sơn Hà và Sơn Tây. Ngoài miền Trung thì khu vực Tây Nam Bộ trong ngày mai cũng cần phải đề phòng với mưa vừa mưa to tập trung vào buổi chiều. Mưa có thể đi kèm với dông lốc và gió giật. Trên biển, huyện đảo Hoàng Sa vẫn cần phải chú ý đến gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7 và giật đến cấp 9, biển động mạnh. Còn với huyện đảo Trường Sa thì có mưa dông tiềm ẩn lốc xoáy gió giật gây nguy hiểm cho tàu thuyền. Cuối bản tin sẽ là phần dự báo cho các thành phố trong đêm nay và ngày mai.